Ok, xin chào tất cả anh em chờ kênh DHPG của mình hôm nay. Trở lại với con game Tây Hành Ký thì video mình sẽ nghe Kỹ năng ngày đầu tiên. Anh em nông dân chú ý cho mình ra đầu nhá. Cái con game này nông dân mở đi sao ly là đi cả vạn dặm luôn, chú ý cho mình. Đầu tiên là về vấn đề run tướng và chọn tướng ấy. Game này code cộng với phần quà anh em nhận rất là ít cái lệnh quay tướng. Nên anh em mở quay ra mấy con tướng cùi mà chơi tiếp ấy thì coi như anh em phế luôn. Nên cố anh em zone ra mấy con cần thiết mình chơi nhá. Nó chỉ có vài con thôi. Và quan trọng ấy, con game này lập đầu nó cho tướng rất là ngon đấy. Nếu mà nó cho tướng cùi là coi như anh em hơi mệt đấy. Vì lập đầu không nhớ anh em được 5 cục thể đan cộng với 5 cục tinh đan ấy. Thì nó còn được thêm cái dương chọn tướng cam nhá. Tướng con game này ở phần lập đầu ấy, cả ba phe nó đều có con ngon nhá. Thường thường ở gian đầu ấy, bên sinh anh em sẽ chơi cái cặp sang ngộ tính và chưa bao giờ ở đầu game. Còn về bên ám ấy thì anh em sẽ chơi con côn sa môn thiên kèm theo con hợp kích tăng trưởng thiên ấy, và cuối cùng bên thiên ấy là bên quốc dân nhá, như lai và con chí húc thiên. Tính ra con game này ấy, ở gian đầu anh em nông dân phải đến 80-90% khéo khi anh em sẽ chơi cái bộ này nhá, vì nó hơi bị trội so với hai bộ kia. Và mình nông dân chân chính nên chắc chắn là mình sẽ chơi cái bộ như lai và chí húc thiên này. Lên anh em mà xác định chơi ấy, cố gắng zone ra con chiếu thiên ấy, rồi anh em lọc đầu lấy con như lai thế là ok nha anh em ơi. Xong em chỉ cần kiếm thêm tướng anh em lên cộng thôi. Ok, xong tướng nhá. Còn về phần code ấy, code anh em lập code chung này là tổng là được 10 vé quay. Cái code quét nó được tận 5 cái vé nhá, anh chú ý cho mình cái code quét. Đây em nhập code là có 15 cái, còn chưa kể mấy cái code riêng khác mình bỏ qua đi. Mình tính trung bình nhá, 15 vé. Anh em vào cái cộng đồng này, đây. Nó ở mé cái lọc đầu nhá. Đây, nó là cái thuyền lọc cộng đồng. Anh em nhận tất cả vé quay mấy kim cương mình. Đây, 3 vé này, 4 vé là 7 vé, cộng với này 8 vé. Đấy, 8 cộng 5 13, xong em vào zone 2 lần. Nếu mà ra tướng ngon em chơi tiếp, không thì em zone lại. Hoặc là em có thể đi qua cái map 1 đến map 2, mình nhớ là được 10 cái lệnh quay nữa. Cứ làm sao em zone ra con tướng hợp kích với con làm đầu anh em chơi tiếp nhé. Còn về phần lạp, anh em có thể lạp đầu 10 cao được, hay là anh em có thể lạp 30k mình, hoặc là 20k nhé. Tốt nhất là 30k. 30k ấy, thì em sẽ tổng được 45k phiếu, tức là em mua được 2 lần gói 22k phiếu này. Cái gói này ấy, thì em sẽ được 5 cái thể lực đan này, rất là quan trọng nhá, thể lực đầu game này. 5 cái vé quay này. Và được thêm 2 cái dương chọn trang bị kích duyên cho con tướng chính, tức là em mua cả hai gói này ấy, sẽ được nguyên một set kích duyên cho con tướng chính nhá. Set tím thì nó có 2 set và chỉ có một set là cái bộ bỉ ngạn này, nó kích duyên cho con tướng chính thôi. Tướng chính đầu game chắc chắn anh phải chơi rồi. Game này con tướng chính nó mặc định ý, anh em không thể tháo được lên ý, phải cho nó có đồ mới được. Không thì em đi map sẽ không được 3 sao. Và anh em chú ý thêm cho mình cái này rất là quan trọng nha. Cái game này lúc đầu anh em nông dân ý, chỉ chơi được tầm 2-3 con thôi. Tức là hai con chính cộng với con tướng chính là 3 con đấy. Anh em nông dân ý, không thể nào anh em build được 6 con đâu lên ý. Lúc đầu anh em cứ cho hai con trận nhá. Ví dụ như anh em chơi bên thiên không, anh em cho con chiếu thiên cộng với con như là trận thôi. Còn 3 vị trí cuối anh em không cho lên nhá. Anh em mà cho lên về sau sẽ rất là thoạt đấy. Thường thường về sau anh em chỉ build tầm 2-3 con thôi. Mấy con còn lại anh em không build được phải không? Anh em đi PK nó hơi bị tù một xíu này. Anh em đi map thì sẽ không được 3 sao. Đây anh em chú ý cho mình cái này rất là quan trọng nhá. Rất là nhiều anh em nhảy server vì cái kiểu cho tất cả các tướng lên như mình ấy. Nhưng ngày lại mình sẽ thử cho tất cả lên để xem nó có thoạt không. Dù nào mình sẽ tạo một cái server mới mình chơi lại. Đây ok, xong rồi tướng nhá. Anh em chú ý nhá, chỉ cho hai con trận thôi. Thường thường là hai con hợp kích đấy. Tiếp đến anh em chú ý mình, cái con game này ngày đầu tiên anh em chỉ lên được level 35 thôi. Anh em đi map làm nhiệm vụ, mới đi cái tâm kinh này là anh em sẽ được kinh nghiệm nhá. Đi cái tâm kinh này thì level càng cao anh em đi được càng nhiều kinh nghiệm. Cái map cũng vậy, nên khi anh em mới đi map nó mở cái nhiệm vụ ấy, thì anh em làm kịch cái nhiệm vụ cho mình, làm hết nhiệm vụ rồi anh em đi map. Mở map thì anh em sẽ bị kẹt đấy, kẹt thì anh em cứ quét mấy cái ải mà có con tướng nhá. Tướng lam hay tướng lục đều được, anh em cứ có tướng anh em quét mình ấy. Anh em đừng quét mấy cái mà không có tướng nhá. Thế thì anh em sẽ bị thoạt một xíu hồn nhá. Tướng lam hay tướng lục ấy, anh em mà không chơi vẫn có thể anh em vào tách tướng được. Tách anh em ấn vào cái dấu cộng nhá. Đây vào phần luyện này ấy. Anh em trùng sinh mấy con tướng lục lam là sẽ được thêm hồn rất là ngon ấy. Chú ý cho mình cái này. Cái hồn tướng như này rất là quan trọng nhá. Nó mua được mảnh tướng này, mua được cái tăng bậc đan ở trong cái shop nhá. Đây anh click vào shop này. Cái shop này chủ yếu anh em đầu game mua cái tăng bậc này cộng với tướng thôi. Nó có cả tướng đỏ rất là quan trọng em ơi. Cái tí mình nói sau, giờ mình sẽ nói mấy cái cơ bản trước. Và khi em mở đi map kịch ấy, kịch hết thể lực đơn ấy,
Mà anh em level gần max thì anh em chú ý không đi cái tâm kinh cho mình nhá. Cái tâm kinh này anh em cứ đi cho nó xuống dưới 30 để nó hồi thôi. Anh em đừng xài cái tinh thần đơn nha, rất là phí. Vì khi anh em lên level 35 rồi anh em đi cái này nó sẽ không được kinh nghiệm. Đây mình sẽ đi thử một lần cho anh em xem nhá. Đấy không? Chỉ được bạc mấy cái nguyên liệu thôi, không được kinh nghiệm ấy. Cộng với kể cả nó được kinh nghiệm lứa ấy. Đưa ra mấy cái tăng bậc anh em cứ mua đầu game nhá, rất là thiếu đấy. Kể cả nó được kinh nghiệm lứa mình cũng không đi nhá. Vì khi em lên level cao hơn ấy, thì mình đi được nhiều kinh nghiệm hơn. Đây hiện tại mình đang được là bao nhiêu đây? 39.500 trên 13.000 nhá. Tính ra mình phải lên được thêm 2-3 level lứa. Đấy em có thế. Mà ngày mai nó mới giới hạn lên level 45. Mai cái là sẽ lên thẳng level gần 38. Xong rồi vào làm nhiệm vụ lên level 40 luôn. Và ngày mai anh em cũng vậy nhá. Anh em cứ đi kịch hết map xem mới có kịch level không. Nếu mà kịch level thì anh em đừng đi cái tâm kinh vội ấy. Anh em cứ đợi không mắc level rồi anh em mới đi cái tâm kinh. Còn về kim cương game này anh em đừng dùng để quay tướng nhá. Nếu mà quay anh em quay tầm 1 đến 2 lần ít 10 thôi, đừng quay nhiều quá rất là toàn luôn ấy. Còn về cái hoạt động 7 ngày ấy. Đây, ngày đầu tiên thì nó cho mình mua một set trang bị tím nhá. Cái set này nó không kích duyên cho con tướng chính. Mà đầu game anh em kiếm trang bị rất khó nên cứ mua cho mình nhá. Tại vì cái này nó cũng rẻ mà có 900 vàng thôi anh em ơi. Còn mấy cái nhiệm vụ ngày đầu rất là đơn giản. Tiếp đến mình sẽ loa qua shop đi. Đầu tiên là shop thì anh em cứ mua cho mình cái đan thể lực cộng với đan tinh lực. Anh em mà muốn nhiều kiếm trang bị đó thì có thể mua cái bảo dương kim này cộng với cái chìa khóa nhá. Còn cái shop tướng lúc đầu anh em cứ mua cái đan tăng bậc này. Mua tướng nhá, anh em chú ý nhá, mua bằng hồn thôi. Đừng mua bằng kim bảo nha anh em ơi. Đấy mua cái tăng bậc lúc đầu mà tăng bậc thiếu quá anh em có thể bỏ một xíu kim cương ra mua được. Anh em bỏ ra tầm 1-2k mình thấy cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Tiếp đến là cái shop trang bị thì anh em chú ý cho mình cái trang bị tinh hoa nhá. Sau em mua trang bị rất là cần cái trang bị tinh hoa này ấy. Nên quả đầu thì có em cứ mua vì nó rất là rẻ. Cái đồ tím này nếu mà con tướng chính em mà chưa có đồ kích duyên thì có thể đổi một bộ cho nó cũng được ấy. Còn có thuộc thì em bỏ qua nhá. Sau chủ yếu em đổi cái trang bị cam thôi. Cái trang bị cam thì nó có 3 set này. Cái game này nó không có ghi phẩm nhờ. Đây em chỉ cần nhìn công rồi. Đấy công này 1.280 này. Cái tiếp theo này 1.600 này. Và cái cuối cùng là 2.400. Cái cuối cùng tăng rất là nhiều luôn. Cái tab game này mà đi khó chắc lúc đầu anh em sẽ đổi một set cam bình thường này. Xong anh em tích đổi cái set cuối cùng. Đây cái set đầu tiên nó cũng cần 4 cái tinh hoa một mảnh em cứ tính đi. 10 mảnh là 40 tinh hoa. 50 mảnh là 200 cái tinh hoa. Mà cái tinh hoa này mình nhớ một ngày mua được 10 cái em tính đi, tức là 20 ngày anh em mới đủ được một cái món. Đấy anh em có thể thấy cái tầm quan trọng của trang bị tinh hoa không. Tiếp đến là cái số đột trường ấy thì cái quà đầu anh em cứ xúc xỉ hết cho mình. Còn vật phẩm lúc đầu ấy, anh em thiếu cái tăng bậc thì có thể đổi tăng bậc. Về sau anh em đổi mấy con tướng mình cần. Còn về cái shop kinh văn thì anh em cứ đổi mấy cái kinh cam. Cuối cùng là cái shop tộc ấy. Đầu game anh em thiếu cái hồn đột phá đơn này thì anh em mua nhá. Đây hiện tại mình đang dư 2.000 này. Cái đang đột phá anh em mà dư cứ để cái nguyên liệu nhá. Sau mình xem cái nguyên nào mà cần ấy thì mình mới đổi. Và con game này nó sẽ có cái hệ thống đấu giá nhá. Từ đầu là nó sẽ đấu giá ở gia tộc. Đấu xong gia tộc rồi thì nó sẽ chuyển sang đấu toàn thế giới. Cái này thì anh em nông dân trong gia tộc chú ý nhá. Anh em cố gắng tạo cái clone ấy. Bình thường ở trong gia tộc anh em chưa chắc đã mua full được đồ không. Có mấy món anh em không cần ấy, anh em cứ dùng cái clone anh em mua ấy, sẽ được rất là nhiều kim bảo nhá. Anh em nông dân chú ý cho mình. Chơi con game này anh em trong gia tộc phải lập clone. Không lập ấy rất là thoạt so với anh em khác. Hoạt động thì anh em nhớ làm phải đủ nhá. Hoạt động thì em cứ click vào cái mạo hiểm ở cái góc 4 giờ này. Đây nó có tất cả này. Đầu tiên là cái bảng xếp hạng đấu trường nhá. Cái này ngày đầu tiên anh em cứ mua mắc lượt cho mình. Cứ leo lên kịch hạc đi. Đây tại mình mới leo lên có 263 này. Ngày mai cố gắng leo lên top bên trên này. Xong rồi nhờ anh em lưu ấy. Để kiếm cái top 1. Mua đồ trong cái shop. Cái phù cao anh em cứ đi kịch tháp ấy. Rồi đánh cái tinh anh nhá. Nhiều anh em không để ý cái tinh anh này bỏ nó rất là phí ấy. Đây trường ủy thác thì anh em ủy thác mấy con tướng mình cần ấy. Lúc đầu mà nó tàn mấy cái nhiệm vụ lục mới làm thì anh em có thể tạo mới nhá. Cái này tạo mới nó cũng không tốn bao nhiêu kim cương cả. Anh em nhớ đi đầy đủ cái long thần bắt bộ nhá. Đấy hoạt động nó trong hết này. Đây lên level 50 mở cái tập kích này. Level 50 chắc là ngày kia lên được. Ngày mai nó giới hạn level 45 thì phải. Đây nó có thông báo đây anh em ơi. Thời gian mở cấp 45 còn một ngày. Tức ngày mai nó lên được 45 thôi. Và anh em chú ý cho mình cái con game này.
Nếu mà nó có mấy cái bot hay gì thì nó sẽ hiện ở mé bên trái nhá, anh em chú ý nhá. Game này ấy, nó có bot gia tộc này, bot thế giới này và có cả đua thú nhá. Từng và có mấy đấy thì nó sẽ có thêm cái đấu giá nữa. Đây đấu giá nó có rất là nhiều loại đấu giá luôn anh em ơi. Đây một cái này, hai cái này, ba cái này. Đấy anh em thấy bốn cái đấu giá này, ba bốn cái đấu giá liền. Đấu giá thì vừa mình nói đấy. Anh em nông dân trong gia tộc ấy thì tạo à, clan ấy mua mấy cái đồ mà anh em không mua ấy để mình kiếm kim bảo hàng ngày. Tính ra con game này cày cuốc anh em ơi. Gia tộc mà anh em không làm như thế thì sẽ rất là thoạt so với gia tộc khác, lên chú ý cho mình. Ngày một anh em chỉ cần là chú ý qua mấy cái thôi. Cuối video chắc mình sẽ nói qua về phần nạp đi. Lạp thì mình đã nói đấy. Đầu tiên về lạp đầu như mình nói, một là anh em lạp 10k, hai là anh em lạp 20 hoặc 30k nó ngon hơn. Nhất là 30k là anh em làm nguyên một cái set tím duyên cho từng chính này, không hề được thêm cái lệnh quay này, được thêm cái đan thể lực này. Anh em mà có thêm điều kiện thì chú ý thêm cho mình cái lạp 5 ngày nhá. Mỗi ngày 20k là em sẽ được một con tướng đỏ nhá. Đây dương tướng đỏ chọn nha anh em ơi. Khi dùng có thể nhận bất kỳ mảnh hồn tướng đỏ nào, dương tướng đỏ chọn nha anh em ơi. Đây ba phe này, thiên sinh ám này, nó cho chọn rất là ngon nhá. Tức là anh em lạp 100k trên 5 hồn là anh em sẽ được rất là nhiều quà luôn, nên chú ý cho mình. Tiếp là anh em chú ý mấy cái gói trong thương thành. Đây đầu tiên là cái thẻ tuần này, thẻ tháng này, gói đầu tư này. Cái gói đầu tư này sau anh em mua không được vì anh em càng cao được nhận càng nhiều ấy. Level cấp anh em chú ý cho mình cái đan thể lực với đan tinh lực này. Và anh em chú ý thêm mình mấy cái gói mà anh em đi map hay là hoạt động ấy. Mà giờ mấy cái gói đấy nó hết hạn rồi nên mình không thể xoay được cho anh em. Anh em chú ý mấy gói đấy nhá. Ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video hướng dẫn sau. Bye bye anh em.